Tin bóng đá hôm nay, Wan Bissaka chuẩn bị tới trung tâm huấn luyện Carrington của MU kiểm tra y tế. Cầu thủ Barca chào đón Griezmann và Neymar. Bayern đã có phương án khác thay thế Pogba. Hà Nội FC mơ vô địch AFC Cup 2019 là những tin chính trong bản tin hôm nay. Truyền thông Anh loan tin vào đầu tuần tới, Aaron Wan-Bissaka sẽ tới trung tâm huấn luyện Carrington của MU kiểm tra y tế. Hiện tại, Aaron Wan-Bissaka đang cùng đội U21 Anh tham dự vòng chung kết U21 châu Âu tại Italia. Với việc U21 Anh sớm phải dừng bước ở vòng bảng, hậu vệ cánh 21 tuổi này sẽ bay về Anh để hoàn tất hợp đồng chuyển tới MU trước khi đi nghỉ hè. Mức phí chuyển nhượng trong vụ này được cho rơi vào khoảng 50-55 triệu bảng theo đúng đòi hỏi của Crystal Palace. Nếu đúng như những gì truyền thông loan tải, Wan Bissaka sẽ trở thành tân binh thứ hai của MU sau Daniel James. Buffon có thể trở lại Juventus. Báo chí Italy cho biết thủ môn 41 tuổi Buffon có thể quay lại Juventus trong mùa hè này. Chỉ sau một năm tại Juventus để khoác áo Paris Saint-Germain, thủ môn người Italy có thể trở về mái nhà xưa. Sky Sports Italia cho biết Buffon đã đàm phán với Juventus về việc trở lại Serie A. Theo đó, anh có thể làm thủ môn dự bị cho Goisic Szczesny trong một mùa giải, trước khi trở thành trợ lý cho huấn luyện viên Sarri hoặc đảm nhiệm vị trí giám đốc ở Juventus. Tuy nhiên, người đại diện của Buffon, Silvano Martina, đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Cho tới giờ, việc trở lại Juventus mới chỉ là ý tưởng, Silvano Martina phát biểu trên Sport Italia. Mặc dù vậy, tờ La Gazzetta dello Sport cho biết chính chủ tịch của Juventus, Andrea Agnelli, là người đứng sau vụ đàm phán của bà đồng già với Buffon. Thủ môn này có thể hưởng mức lương là 4 triệu euro trên mùa nếu anh quay lại Juventus. Real Madrid lên phương án thay thế Paul Pogba. Theo Daily Mail, Real Madrid sẽ chiêu mộ tiền vệ của Ajax, Donny van de Beek, nếu như không thể đưa về Paul Pogba trong mùa hè này. Huấn luyện viên Zinedine Zidane muốn tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ của Real Madrid trong mùa hè này. Ưu tiên số 1 của ông là Paul Pogba, nhưng MU kiên quyết không bán cầu thủ người Pháp. Do vậy, Zidane đã phải lên phương án B là Donny van de Beek. Cầu thủ 22 tuổi này đã cùng Ajax giành danh hiệu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và vào đến bán kết Champions League mùa giải trước. Anh đã ghi tổng cộng 31 bàn trong 138 lần ra sân cho Ajax. Mức giá của tiền vệ người Hà Lan là 60-70 triệu euro, tức ít hơn Pogba khoảng 100 triệu euro. Real Madrid đã chi gần 300 triệu euro trong mùa hè này để mua sắm những cầu thủ như Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Rodrigo và Eder Militao. Cầu thủ Barca chào đón Griezmann và Neymar. Theo tờ Mundo Deportivo thân Barca, các cầu thủ của Barca sẽ rất vui mừng nếu đội bóng chủ sân Camp Nou chiêu mộ thành công Neymar và Griezmann trong mùa hè này. Nhiều cầu của Barca, thậm chí là một số cầu thủ có tiếng nói nhất trong phòng thay đồ của đội bóng, đã công khai nói về khả năng Griezmann và Neymar cập bến Camp Nou trong mùa hè này. Họ tin rằng sự góp mặt của hai cầu thủ trên sẽ tăng cường sức mạnh cho Barcelona. Barca dự kiến sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Antoine Griezmann ở Atletico Madrid vào ngày 1 tháng 7 tới. Trong khi đó, họ đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Neymar. Neymar sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Barca. Bên cạnh đó, anh sẽ phải chấp nhận giảm lương để quay trở lại. Hiện tại, Neymar đang nhận lương 36,8 triệu euro xẹt mùa tại Paris Saint-Germain, và con số đó sẽ giảm xuống chỉ còn 24 triệu euro trên mùa nếu anh gia nhập Barca. Ngoài ra,
Neymar sẽ phải rút đơn kiện Barca về khoản phí trung thành mà đội bóng còn thiếu khi anh gia nhập Paris Saint-Germain hồi năm 2017. Đại diện Lukaku xác nhận đàm phán với Inter, không còn là những đồn thổi. Người đại diện của Romelu Lukaku đã xác định điểm đến tương lai của tiền đạo người Mỹ. Chia sẻ với báo giới, ông Federico Pastorello cho biết đang đàm phán với giám đốc Inter Milan tại Milano. Đúng, Inter đang cố gắng để mua Lukaku. Không dễ để có Lukaku nhưng tôi tin không có gì là không thể. Lukaku đã bày tỏ kế hoạch và nguyện vọng của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra. Kể từ khi huấn luyện viên ole.Chúng lên nắm quyền, Lukaku chỉ còn là sự lựa chọn thứ hai cho vị trí tiền đạo cắm của MU sau Marcus Rashford. Bởi vậy, Lukaku quyết định ra đi. Lukaku muốn hội ngộ vị huấn luyện viên anh miêu tả là tốt nhất thế giới. Để có được sự phục vụ của Lukaku, Inter sẽ phải trả khoản tiền không dưới 75 triệu bảng. Đây cũng là mức phí MU trả cho Everton để chiêu mộ chân sút người Mỹ vào hè 2017. MU nhắm trung vệ giá rẻ thay Maguire. Vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Man City trong quá trình theo đuổi Harry Maguire, MU đành phải tìm kiếm phương án dự phòng trong trường hợp thua cuộc. Tờ Kicker Đức khẳng định mục tiêu MU đang nhắm tới là trung vệ Ozan Kabak. So với Maguire bị hét giá lên tới 80 triệu bảng, Ozan Kabak có giá rẻ hơn nhiều. Phí giải phóng hợp đồng của cầu thủ 19 tuổi chỉ 13, 5 triệu bảng. Ngoài MU, Bayern Munich, AC Milan, Schalke và Monaco cũng đang quan tâm tới tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của MU bắn tín hiệu muốn ra đi, Bruno Fernandes. Mục tiêu mà MU theo đuổi từ đầu mùa hè, dường như đã rất dứt khoát ra đi. Tối qua, anh đã đăng một dòng trạng thái trên Instagram của mình như một lời chia tay. Sau đó, ngôi sao người bồ còn đăng hình ảnh anh và gia đình trên máy bay, nhưng chưa hé lộ điểm đến. Theo báo chí Anh, Bruno Fernandes sẽ là mục tiêu thứ ba của MU. Sau khi chính thức ký hợp đồng với Wan Bissaka vào cuối tuần này, huấn luyện viên ole.Chúng muốn chốt xong lực lượng trước ngày 1 tháng 7. Liverpool giành sao trẻ Hà Lan. Theo nguồn tin của Telegraph, Liverpool đã đánh bại Bayern Munich và Ajax trong cuộc đua giành ngôi sao trẻ người Hà Lan, Sepp van den Bos từ Rome. Mùa trước, hậu vệ phải mới 17 tuổi này đã có 15 trận ở giải vô địch quốc gia Hà Lan và được các chuyên gia đánh giá rất cao. Đến với bóng đá Việt Nam, Hà Nội mơ vô địch AFC Cup 2019. Sau khi đánh bại Sirius Migros, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đặt mục tiêu vô địch AFC Cup 2019. Giành quyền vào chơi trận chung kết sẽ là nguồn động viên lớn cho Hà Nội FC khi nhiều năm nay đội không có được thành tích tốt ở giải đấu này. Đến thời điểm này, chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết AFC Cup 2019. Tuy nhiên, đấy là chỉ tiêu. Còn nếu có cơ hội, tôi muốn tiến xa hơn và đoạt chức vô địch ở châu lục, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho hay. Đình Trọng sẵn sàng cho thử thách sau phẫu thuật. Trên trang Facebook cá nhân, trung vệ Trần Đình Trọng đã gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã luôn quan tâm tới sức khỏe của anh trong suốt quá trình anh sang Singapore phẫu thuật. Thật vui khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật và nhận được tin Hà Nội FC đã lọt vào chung kết Đông Nam Á AFC Cup. Trọng giờ đã ổn và sẵn sàng cho mọi thử thách sắp tới rồi nhé ạ. Qua đây Trọng xin được cảm ơn lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội, VFF và công ty VFF đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trọng có thể sớm trở lại sân cỏ. Và hơn hết đó là những lời quan tâm động viên của gia đình cũng như tất cả mọi người. Đó là những tình cảm thực sự quý giá và ý nghĩa với Trọng lúc này, Đình Trọng chia sẻ. VFF cần có mức đãi ngộ xứng đáng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh cho rằng trong bản hợp đồng mới sắp tới, VFF phải đưa ra một mức đãi ngộ thật xứng đáng cho những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo. Không cần phải nói thêm về những thành công rất mỹ mãn của Park Hang-seo và rằng chúng ta đều trân trọng ông thế nào.
thái độ trân trọng ấy phải thể hiện bằng hành động ghi nhận cụ thể. Nếu ta muốn ông ở lại để huấn luyện đội tuyển, tạo ra bước ngoặt bền vững cho bóng đá Việt Nam, chúng ta phải trân trọng và quan tâm chăm sóc ông không chỉ bằng lời nói suông.